say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it to this way. We got that on your chong day. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, rồi bời để anh được thấy em luôn mỉm cười và hãy luôn siết chặt tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Chỉ cần mình cùng bên nhau, bao gian nan sẽ qua mau. Sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
anh nằm thao thức vì em. Nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Trầu cao nhà anh ghé qua, hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nước ta thăng bằng. Và một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đàn. Về một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là xích gần nhau. Thông gia cho ta gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy bối phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đàn. Về một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông.
mà tin em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phòng ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Say, nhưng nó say ánh mắt của em, thơ nhẹ bay làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Ưu tư một nghìn vầng mâu, cùng anh đi đến mặt đầu. Mỗi sáng yên bình tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Linh đinh dư đời sống xô, chẳng phải lo có anh. Nắng tay em đi qua màn mưa ở đó.
trước khi Trịnh để gắn liễn thì nhờ bên họ tập nhà gái là dùng như dự lễ. Dùng như dự lễ còn mở hết luôn rồi có nhiều đó rồi năm nay gái thì xong trình có để gắn liễn đã xong giờ xin phép là cho công bố là cái lễ cho quà giặt trước á thì bên đàn trai có đem qua là 10 mâm, trong đó là 8 mâm quà và 2 mâm lễ. 8 mâm quà đó trước á thì cũng mâm bà, sau á thì ở bên đó Trường Mỹ Thảo thì có phụ và giờ ông cũng học nhà gái là dùng quà hạ mâm lễ. Thì tiếp theo đây là dùng nữ trang, một chiếc kiềm vòng, hai chiếc vòng và cộng nguyên kiềm. Đó là nhờ rồi cái đó đeo băm để cô dâu ra. Còn bây giờ là cái phần này đó thì mời ông sắc mặn nồng, mong ta chung sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mênh mông, trung tâm thiệp hồng, thanh xuân chỉ có mình em mà thôi. Tô má em hồng ngày phú quý bên gia đình, một chiếc nhân sinh chứng minh cho đôi mình, trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm, đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cùng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia, diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, bên một đời cùng ngắm sao trên trời, là ho quán đây điều hát anh mời. Thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu.
má em hồng ngày phú quý bên gia đình. Một chiếc nhẫn xinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm. Đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cũng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thắm ra. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, bên muôn đời cùng ngắm sao trên trời. Là ho khoan đây điều hát anh mời, thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Mình bên nhau ta cùng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thắm ra. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, cùng ngắm sao trên trời. Là hoa văn đây điều hát anh mời, thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Bây giờ đến con dâu và chú rể làm lễ ông bà và tân tập mọi người đây rồi đấy. Thì trước mắt làm lễ ông bà thì mời ông chú trai, chú gái đứng lên thắp nhang cho bà. Sao xem nè. Rồi cho hai cháu đọc lễ lên đèn, trong khi người nữ lên đèn là hai cháu tự lên hay là hai xuân ra lên? Vậy thì mời cái phụ cố phụ đi, cố phụ để cho ông nội nhận cái lễ lên đèn gia tiên. Để phụ trợ giúp cái đôi đèn cho hai cháu lên đèn đồng thời gia đình. Được mà để trong phòng gạo cũng được á. Để gạo đi. Mời quý vị, nếu không có gạo là để gạo đi. Để ly cây sớt qua nó rồi mình đổ cho nó lên chúng nó. Rồi không có gạo được. Trong xuống đây là quay vào trong là xá bốn, xá là đồng thời gia đình. Rồi quay vô đi. Cơm, cơm. Không xá là ai mà cầm vô chính luôn. Cái này
Rồi quay gì đó. Hai người cho cái đèn này sao âm nhỉ trời. Dẫn nhau, dẫn nhau, dẫn nhau. Để đây, đổ lại đây. Cho bàn thờ cho tiên đã xong thì đến cái bàn dở cầu thì cái này cũng từ theo tục của phương tiện hiện nay khác với người chỗ á thì cô dâu nhà chú rể bên chùa Công dở cái chỗ á thì mình dở tại sáng tại đây thì theo thống nhất á thì dở tại đây là cái lọc con gái là đây sáng luôn phải không. Trầu là trầu thương cao, trầu quấn quanh buồn cao. Cao thủy chung dây trầu, cầu đứng bên dương trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu lẽ đôi dây trầu, cầu buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ làm sao. Cầu ấy cầu thương trầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn. Trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau. Trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh. Bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi. Trăm năm duyên tình đẹp đầu cao. Rồi quay ra đèn hậu đẹp sự. Rồi đẹp lắm. Đẹp ạ. Vỗ tay cái đó chú ơi, vỗ tay lớn lên. Rồi tiếp tục. Thì bây giờ cũng kính thưa là đầu đế với phần mọi nhà trai và trình lễ đã xong, bây giờ cái phần mà giới thiệu cho chú rể biết thanh tập họ nhà gái thì giao lại cho ông chủ tập nhà gái đi nào mà kiếm từ đến nay là mình làm cái lễ cưới cho người ta cái đường đi giao cho ông nội. Rồi từ em nói thì phần này nhé, đâu rồi hai em về sao cũng đi cũng đi không muốn quá sáng được không nhau rồi nhau rồi xíu qua đây xíu rồi từ từ coi chụp tấm hình kia rồi cha mẹ sáng được rồi nhớ chưa rồi rồi ông nãy là chưa kịp chị Trang nhiều lại nè rồi rồi cái nhẹ ơi nè. Ừ. Rồi, dạ rồi. Rồi, ông nội xong bây giờ thần tới ông ngoại bà ngoại. Ngồi đi. Bà tụng ra, chứ bà mẹ tụng ra, bà vô đây cũng rồi. Rồi, chú xui xét đi. Cũng với bà kìa. Rồi, cũng đi uống rượu nha, cũng đi xong rồi uống. Rồi, uống đi. Uống uống. Rồi, xong rồi nhìn lên con chụp tấm hình nha. Rồi, bà ngoại ơi. Rồi hai chú cũng đi uống uống nha. Rồi Good, 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 good. Cô luộc lên luôn. Lên. Rồi, nhìn nè.
Rồi cảm ơn. Rồi cha ơi. Cho hai tháng cho hai ông xuống ngồi nha. Rồi uống rồi chứ sợ. Vô. Rồi, cái này đi. Quá gút. Rồi, cái kia. Rồi, cái kia. Rồi, hai ba. Rồi. Có dâu rồi uống chục ly. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mai mai không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Cuộc đời cách coi lắm lúc thăng trầm mỗi tối. Chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối. Nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nở năm ráng sang năm. Mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say. Làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mai mai không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Xanh đưa cùng cô dâu chú rể xinh tươi. Sau tháng năm yêu nhau, xin phép hai gia đình được thành đôi vợ chồng song sắc. Ngày thành hôn anh trao, dang tay với nhân cười, rồi giao bối say tình trên môi. Xin lấy kết thông gia, cho chúng ta chung nhà, nghĩa phu thê chúc mai ta vẹn thề. Mẹ dặn em làm dâu thì con phải ngoan. Còn cha chúc hạnh phúc bên chồng em ấm. Họ hân vui cùng nhau vỗ tay vui chúc mừng. Chúc cho quyền ngư sẵn dài tròn kiếp. Cô vô xin nhìn trong đáng yêu. Hẹn không cho duyên chú rể rất đẹp trai. Tiệc vui gian tiếng ca tưng bừng. Đám cưới quê rộn ràng. Kéo nhau xem đôi trai tài gái sắc. Sang năm thêm cục cưng dễ. Trong tim yêu thương trao dâng vợ chồng yêu. Anh bắt cây ghế để ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng. Mà sao giờ đây em tươi quá chừng vậy ta? Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em. Đi trên lưng cháu da nâu trên bịch đen à. Về nhà mà sống đêm mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó qua đã có anh trời. Bắn con kính ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hướng bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nóng anh mang về em hơn. Chỉ mong sao đời này ta sẽ mà tin em ơi thôi lên kêu qua với anh. Đời này được có bao lâu yêu
mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tài, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Ông đưa ta trong lòng cao mang chầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đã xây lâu đài cao nà. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em ơi. Chỉ mong sao đời này ta sẽ mãi bên nhau. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình. Quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Sẽ tư duyên thành đôi hai đứa chúng mình. Mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Anh thưa mấy cậu đi qua cầu để đón em nè. Qua cây cầu nhỏ xíu lắc lư. Qua mấy nhịp cầu che nói bên dòng sông. Con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đã xây lâu đài cao nà. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hơn. Chỉ mong sao đời nơi ta sẽ mãi ngừng nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương nha. Rượu mai cũng là thầy ngôi như là thầm công suốt đẹp. Thầm công suốt đẹp. Bây giờ xin làm cái lễ và kiếm từ để về quê thì cái mắt đó là mời cái bộ có hai nhiệm vụ là cho ông nội và bà ngoại là nhận cái lễ. Thì mời hai cháu bây giờ trong bữa xá gần hồi ông mời lên bốn xá bốn sư phụ quay ra hai cái cúi đầu. Thế bây giờ chúng tôi nghĩ thì cái lễ xin chúc mừng của người ta để tôi về quê thì đó là lễ mời đi nữa không thì mời ông đại diện mời cái đây kiếm gì đó là thằng bác tiểu thì tôi xin kiếm. Đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà, ra mắt ba mẹ rồi cùng ngồi vui ca miếng nước tí trà, thế là nên thành xuôi da. Em còn ngày chi nữa, không có biết à. Đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện buồn vơ. Đúng 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 đú
nghe đồng bào ta chạy đi luôn à. Xin lỗi bà đó, tại chứ sao vậy, lúc bà đi đi luôn không có gì đó. Rồi ok, mình chịu đây, rồi cho sạm đây, bên trước đây rồi. Okay. Chúng ta nhiều lắm, chúng ta cũng hết luôn mà. Trời thuận đất hòa, nhờ công cha mẹ ông bà đắp xây. Bàn tay nắm chặt bàn tay, đường lên hạnh phúc tràn đầy nắng xuân. Kính thưa quý vị, tình yêu mà hai trẻ có được hôm nay là do cha mẹ hai bên chấp cánh ước mơ. Niềm vui và niềm hạnh phúc mà đứa trẻ có được là do cha mẹ hai bên tác hợp. Chính vì thế, trong giờ phút long trọng này, xin trân trọng kính mời chủ hôn của hội nhà gái, đó là ông Trương Văn Nguyện và bà Nguyễn Thị Tám. Và chúng ta bước lên sân khấu. Cũng mời đại diện chủ hôn của hội nhà trai là ông Trang Minh Chinh và bà Trần Minh Quang của hội nhà trai. Chúng ta cùng bước lên trước sân khấu của hội nhà trai. Và bây giờ chúng ta cho một chặp khóa tay thật rộn rã thay cho tiếng pháo tưng bừng giòn giã chào đón hai người đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay, rạng ngời nhất và thú nhất của chúng ta, đó là cô dâu Cẩm Tiên và chú rể A Sang của chúng ta. Quý vị ơi, cho tay lắm quý vị ơi, cho một chặp khóa tay thật nồng nhiệt quý vị ơi.
quên vậy nè các bạn. Chúng ta như vậy thì chúng ta nhìn trên sân khấu tình yêu của chúng ta hiện bây giờ có đủ tất cả các nhân vật chính của chúng ta. Đó là chủ hôn của hội nhà gái, chủ hôn của hội nhà trai, chú rể, cô dâu, xin đẹp chúng ta. Xin tất cả chúng ta cho một cặp tay thật lớn như vậy. Để đáp lại tấm chân tình của quý vị trong ngày hôm nay, xin mời hai chủ hôn của hai họ, chú rể cô dâu, chúng ta sẽ có một lời cúi đầu chào quý vị các cách của chúng ta. Sẽ có một lần cúi đầu, bắt đầu. Cúi đầu. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, các nhà đứng xét dầu, xét dầu, xét dầu vậy rồi. Rồi, kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết, ở Việt Nam ta thì rượu là một lễ nghi nhân đạo, nó có một ý nghĩa và có một cái tầm quan trọng hết sức là đối với con người Việt Nam của chúng ta. Chính vì thế trong cái buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta bước đến bàn tiệc để chúng ta góp rượu chăm ban để chính thức khai mạc buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Bởi vì cha mẹ là người đã từng 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, cứu mốm và 18 năm dạy dỗ trưởng thành. Hôm nay con được lớn khôn, con được yên về gia thất, con góp chung ruộng chân lên cha mẹ để tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Và cũng tạ ơn cha mẹ tác hợp cho hai đứa hôm nay được nên nghĩa vợ chồng. Và cũng cầu mong cho cha mẹ sống 400 tuổi ở đời với con, với cháu. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu mong cha mẹ sống đời với con. Và cha mẹ cũng uống một chung rượu đồng của con dân. Và cũng chúc cho con trăm năm yên thấm, bền tơ tóc, muôn thọ sắc tầm, dẹn lứa đôi. Rồi mời hai con dân rượu cha mẹ. Chung rượu tràn đầy hạnh phúc, rượu đồng chúc phúc mẹ cha. Vì con cha mẹ chống già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Rồi mời hai chú hôn đứng đây nha, rồi dẫn đứng đây nha. Chú rể cô dâu, còn hốt cho chú rể đi, có hai cháu uống bụng cho bầu mỗi lần rồi đi. Quý vị ơi, chúng ta sẵn có một ly rượu ở trước mặt của chúng ta sẽ có một ly đầy sẵn rồi quý vị. Từ nào tôi đến 1, 2, 3 vô là tất cả chúng ta uống cùng chúc mừng với chú rể cô dâu của chúng ta nha. Ly rượu hồng là tình cảm thiên nồng, chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau nhấp chén ly vui, tô son điện phấn để bờ môi thêm hồng. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng cùng nhau. 1, 2, 3, go!
xin cảm ơn những ngày chúng ta cùng quý vị rất là tuyệt vời. Rồi để đến giờ mãi mãi về sau, tình yêu là một cảm xúc mãnh liệt, là một vị ngọt tuyệt vời, không có danh chương nào tả hết. Bởi tình yêu nó tạo nên mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp, đó là gia đình. Gia đình thân thương trong hình dáng ngôi nhà, bởi ở đó có vợ chồng nhẹ nặng tình sâu, có tiếng phu thê sao hẹn ước trăm năm và tiếng nói cười rộn ràng của con trẻ. Hai cháu hôm nay cùng thế. Kính thưa quý vị, thấu hiểu được tình yêu đó, cho nên cha mẹ hai bên cũng kết tình xuân gia. Và nãy giờ chúng ta cũng chứng kiến cái lễ thành hôn của ngày hôm nay. Và cũng chính từ ngày hôm nay, mối tình thông gia giữa hai gia đình chính thức được thiết lập. Xin chúc mừng tình thông gia của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó keo sơn. Và cũng chính kể từ ngày hôm nay, cháu Cẩm Kiên sẽ là một người dâu, sẽ là một người vợ, sẽ là một thành viên của dòng tộc, dòng họ nhà trai. Cháu Cẩm Kiên sẽ có đầy đủ những quyền lợi, những nghĩa vụ, cũng như niềm tự hào mà dòng họ nhà trai đã có. Và chú rể A Sang của chúng ta cũng thế. Cũng chính từ ngày hôm nay, chú rể sẽ là người con, người rể, sẽ là một thành viên của dòng tộc, của dòng họ nhà gái. Xin chúc cho chú rể và cô dâu của chúng ta yên tâm vững bền theo năm tháng, nghĩa tàu thang thấm thiết đến muôn đời. À, kính thưa quý vị, như vậy thì vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến phần ra mắt của họ tộc nhà trai, của họ tộc nhà gái, chú rể và cô dâu của chúng ta. Thì bây giờ phần ra mắt có hai họ cũng xin phép lại, xin mời hai chú hôn, xin bước về hoạt động để tiếp các vị khách của mình. Và cô dâu chú rể chúng ta ở lại, chúng ta còn thực hiện cái nghi thức sắp bánh và trao nó hôn cho người trước. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Cuộc đời con chỗ nào con nhiễm tình nhất, con đặt cái tay vô chỗ đó. Hiểu không? Bờ vai có nghĩa là bờ vai của chồng mình là một cái chỗ vững chắc nhất của cuộc đời mình, đúng chưa? Để hai tay lên bờ vai của chồng. Chú rể, con hướng dẫn cho chú rể đặt hai cái tay vô eo con. Nó đi đưa bờ nó biết đó rồi, đặt tay vô rồi rồi. Đó, vợ chồng cùng nhau trao nụ hôn đồng, chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi. Hai cháu bắt đầu thực hiện nghi thức trao nụ hôn trong ngày cưới. Rồi rồi, hướng dẫn thì rồi hai đứa hôn nhau. Tên vô thôi. Cho một tràng tay thật lớn quý vị. Chúc mừng cho đôi hôn của chúng ta quý vị. Rồi rồi, hai cháu quỳ ra. Kính thưa quý vị, thiền tình đã cập bến bờ, tình yêu hạnh phúc bây giờ là đây. Nay đôi bạn tay trong tay, cùng chia sẻ ngọt đắng cay cuộc đời. Kính thưa quý vị, như vậy thì đến đây phần trao nụ hôn trong ngày cưới của chúng ta cũng khép lại cái buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Xin mời hai cháu xin bước xuống ngoài tiệc để tiếp các chị thân cách của mình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con
đôi say tình nồng bên nhau nên duyên vợ chồng năm sau sinh con đầu lòng đôi em coi anh tính như vậy được không được em không? Ơi anh nói cho em nghe bao nhiêu cô trong xóm hay lăm le qua khôi đồng nội người đẹp cù lao thả môi thả tính nhưng mà ai đâu khe tình cảm của anh là duy nhất chỉ một lòng một dạ yêu em mãi về sau sông có cạn hay sỏi đã có mòn như đất trời làm chứng anh chẳng nuốt lời đâu trai miền tây hiền lành và chất phái thiệt tà dễ mến lắm em ơi chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý báo đỏ ruộng cây ta xây đến trọn đời sầm sinh thông tin thường tình em nghe lòng mình cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh chỉ mẹ nói không chị với tôi nè băng là băng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng có cây dừa xanh nhánh sông lượn quanh sao mà thương quá rồi chiều quang hôn ta ra bờ đây mình ngồi bên kính mời quý thân tộc quý phụ hàng chặn ông bà chú bác cô cậu dưỡng gì và chung với thân tộc nội dòng bạn của cháu chúng ta sẽ biết đến trong bàn học của gia đình ngày trước hết dùng bánh nước sau đó để cho cháu làm lễ xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời nắm tay
chứ. Ở mình chỗ đó là hai ly thôi. Dán lên cô dâu, dán lên cô dâu rồi, dán lên cô dâu, từ từ lên, cười lên, cười lên. Giải sao có bây giờ đây có sẵn ba ly nè. Có rồi. Có kia. Có kia đây. Của vị các tổ của nhà họ Nguyễn về đây ăn một miếng chầu cay, uống một chung rượu nồng và chứng minh cho con kể từ ngày hôm nay cùng với A Sang chính thức nên nhẹ vợ chồng. Phù hộ cho con phận đẹp duyên ưa, cầm sắc giao hòa, trăm năm tình yêu mặn, bạc đầu nghĩa phu thê. Con sẽ cúi đầu bốn lần, cô cúi đầu thứ nhất, cúi đầu thứ hai, con cúi đầu thứ ba, con cúi đầu thứ tư. Chào con, cô giảng đạo, con cúi đầu. Kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa quý thân phận quý thuộc, nhận được đi phòng trường cái gia đình, hàng cận ông bà, cô bác bộ mọi chuyện gì, có thân tộc nội và ngoại của cháu cũng đến đây, chữ hiện gì đó là một niềm vinh dự to lớn đối với gia đình, đối với cô dâu và quý vị chúng ta trong ngày hôm nay. Để tri ân những tình cảm đó của quý ông bà cô bác, cháu sẽ cúi đầu hai lần bắt đầu. Lần nữa. Rồi, nếu mà hồi nãy ông bà hiện tiền thì cũng xin trân trọng kính mời. Ở đây cháu có bọn hai bà cố một chút. Không quá thì. Còn chú làm nãy thì cứ làm, cứ chụp cái thí dụ vậy không? Coi cho nó bộ. Cái này hơi nhiều. Thế là thí dụ mình mau đâu bà nội hả? Không có dâu, ngủ em mời. Mời ngủ không? Nè, nếu như vậy thì mời bà ngoại bước ra, dạ. Một mình với anh bà ngoại cũng được. Không, cứ ngồi đi. Tiếp cứ ngồi đi rồi đó. Rồi đó, vậy rồi đó. Vậy đó. Vô. Cô dâu mình xíu về, chết qua bà ngoại chút xíu nè. Chắc là ngoại. Chắc rồi. Ừ, cái kỷ niệm mà con chụp bên thời vậy rất là đẹp. Rồi xin mời bà ngoại dùng cụ. Bà ngoại dùng cụ của mình. Cứ nhắm môi thôi, cụ lễ mà ngoại. Mời em, mời ông nội chưa đó kìa. Rồi xin mời ông nội đi bước qua chụp tấm ảnh cho ông nội, kỷ niệm gì không? Rồi xin mời ông nội dùng cụ để cái gì dùng cụ của mình. À, chúc ông nội sống ca trụ ở đầu cho con cháu. Rồi bây giờ đến phần ông bà còn ai đó không? Ông chú, ông bác, ông cậu, và rồi ông Dưỡng. Rồi đứa đó, rồi đó. Rồi chị lấy con hai ba. Dạ rồi. Rồi. Rồi có sao bà nhặt cái đó coi thằng cháu thằng luôn. Rồi mời ra rồi mời sáng ghế là ai? Nhà chú giới thiệu dùng. Thì anh không biết ai chứ phải không? Thế là đây nha. Rồi chị Năm. Rồi chị Năm, chị Năm quá đây không? Mời Năm vô. Rồi rồi Dưỡng Năm bước ra. Rồi dính năm dính năm. Dính năm đi luôn nghe. Rồi chụp hình luôn nha năm. Rồi dính năm con 2 3. Dạ rồi. Rồi mời dính năm dùng rượu rồi cái gì cho của mình. Rồi tiếp theo ở đây là mấy mấy sao? Con ba lên đi. Rồi mời con ba. Không có mời ai chưa? Con ba. Con ba. Đưa rượu con ba lên chụp hình rồi cậu ba lên ghế ghế. Lấy qua đi, cậu đi. Cậu có hai vô đi, cốt này đi nha con. Rồi cậu hai đâu thì vậy hai cậu đi luôn đi. Cậu ba, cậu hai ngồi lại kìa. Cậu ba, ngồi lại đi nha, ngưng ngưng. Rồi mời cậu hai, cậu hai đi. Lúc này mời chụp hình luôn. Ừ, hai cậu luôn. Qua cũng được. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, rồi chị lấy con nha, lấy con nha, dễ phàng, dễ phàng. Chưa là uống thuốc ca. Chưa để cho chút. Anh để ra xuống. Nhắn coi này. Ừ. Để cho ra xuống thì cho thấy cái mặt mình thôi. Rồi, hai, ba. Rồi đó, dùng. Rồi, vậy rồi. Có ai nhắm tao lên. Cậu hai đi ngủ nữa con. Rồi, xin mời hai cậu lên ngủ con. Cậu hai về cậu ngủ của mình. Rồi, tiếp tục. Cô Út, cô ba đây. Cô Út, cô ba. Rồi, xin mời cô Út, cô ba. Cô ba, năm trăm. Rồi, hai cô. Rồi, bây giờ đứng xích qua đây kia bàn. Rồi, đúng rồi. Dạ rồi, nhìn lên con nha. Rồi, hai, ba. Dạ rồi. Rồi, xin mời hai cô dùng bụng. Chị hóa hai đó, chị đó được đó bảnh. Cô cứu chị đó. Rồi, có ai không? Chị mất. 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 Chị mất.
không à, chụp tấm để kỷ niệm với cháu có gì đâu, phải không? Rồi cái giờ xíu này rồi kỳ lắm à. Anh em rồi tôi nói là dụ không, cái này là mình đi đám con cháu chụp kỷ niệm chơi cho nó vui. Thêm cái nữa là ví dụ đám cháu nó dạy 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 để em nói là vậy, thấy không? Bình thường mà chụp cho được thiếu gì phải không? Mà những cái này là kỷ niệm của cháu à. Ngày vui của nó, mình đã chụp mấy ông. Đi được. À, mấy ông cái tình thôi. Em thấy anh không? Bình thường. Đúng rồi. Chụp cái gì cháu bài tập của cháu. Đưa tiền lên. Chúc mà. Rồi, rồi ông cậu ơi, cậu ơi. Dạ rồi. Quá trời. Rồi, cảm ơn cậu và ông cậu cái gì của mình. Ông cậu cũng chúc. Cảm ơn. Chú bác, cậu mà ông luyện gì vậy? Cảm ngồi, thầy làm luôn cũng được. Ở nhà mà mình ở nhà mình đưa tiền cho khách rồi mình nói cháu ông cậu luôn. Đúng, ta có đưa tiền cho ta đi. Thôi, đưa ngộ ngồi đấy. Thôi, chết thôi. Mày không kêu được. Mày có kêu đâu mà trốn. Cũng rồi đi rồi để cũng chứng nhắc lại như vậy thì các cậu không còn thì mẹ còn bà mẹ, ní của gia đình, của chủ nhà đó. Của chú chú Nguyễn á. Rồi, chị cứ ghi đi. Rồi. Được chưa năm? Ừ, sao rồi sẽ dùng quà sau. Mấy quà này rồi. Rồi tập tiếp theo thì cũng xin trân trọng chúc mừng tất cả các anh chị và bạn bè của các bạn tiên. Ai muốn tặng quà vật cho em mình, cho bạn mình, thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta vô chúng ta tặng cái thuốc này luôn. Xin trân trọng chúc mừng. Đâu rồi, chồng lấy xem rồi. Mình lấy nước rồi vô nha. Tôi cũng biết nhắc lại đó là hết cái thằng kiệt ứng tới bạn bè giờ lý của chú Nguyễn mà chúng ta có mặt ở đây thì chúng ta được rút vô cảm ơn hồi ní hai người hai đây uống cái gì uống anh không ngủ ai nè chắc là gì vậy không? À vui quá. Đó còn thật tí nữa không? Đây gọi là vui. Hai đồng ý bà mà ông ý bà tí vô nè. Ông ý bà tí vô. Tí nữa. Ê! Chồng Trâm ơi! Chồng Trâm! Rốt cho ông ý đại riêng nha. Để đại riêng. Để đại thì anh biết anh biết chán rồi đấy vậy rồi má bể không để coi thôi đấy vậy má bể nha má bể nha nào nữa rồi chị nó đem đi hai đứa rồi được rồi hai ba dạ rồi nhà năm mốt gì cho nó gõ đi để dạ mua đổi anh chị còn ai không bạn bè còn ai không nếu không có thì xin mời cha với mẹ của cháu là đem một lúc lên ngồi để cho con mình để bài chúng ta cùng cho biết cha mẹ là người đã ban cho con thân xác tình hài và tình yêu thương trong cõi đời này. Cha mẹ nuôi con cảm bản vô vàn chất giả. Hôm nay con đã được đi về gia thất, con có kinh nghiệm cho đến cha mẹ tạ ơn sinh thành dưỡng dục và cũng tạ ơn cha mẹ thác hộ cho hai đứa hôm nay vượt lên lợi trọng và cũng mong cho cha mẹ sống đến trong cuộc ở đời. Và cha mẹ cũng muốn một chút bụi mặt của con dân và chúc cho con trăm năm tình duyên mặt và đầu mùa khu xe. Mời cha mẹ cùng buồn. Cố đầu con cố đầu. Cố đầu. Hai tháng. Cha mẹ. Trời. Trời ơi, rút một thí dụ dữ à. Con đứng xích vô, hai cha mẹ ngồi sát vô. Rồi, chụp hình lên cái. Để cho con chụp hình tấm kỷ niệm đó à. Con nhìn cha gia, nhìn cha nhìn cha mẹ à. Đó, rồi, 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 chụp tấm lên. Rồi, rồi, cha mẹ vô lên. Thang đâu? Rồi cha mẹ Khang không có chịu chụp hình ở đâu đi mà. Dạ. Rồi xin mời cha mẹ đi. Khang ra chụp hai mẹ phải cha mẹ với mẹ. Cái buổi lễ là xong rồi đó. Nếu còn coi ở nhà chứ mấy con kêu cháu ra chụp. Dạ. Không còn. Cái buổi lễ cháu của cháu ở đây cũng cùng cha mẹ ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Sau này làm giàu kéo theo đang cháy mừng lắm. Coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về khách tình trăm năm.
Giang nhạc sắp sân không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măn ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu